Chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đồng bộ dữ liệu từ cái ví cứng Sapan lên cái phần mềm Sapan trên điện thoại smartphone. Đó. Rồi thì việc trước tiên quý vị hãy vào App Store hoặc là CH Play và tải cái app Sapan. Đó, Sapan Wallet đây này. Quý vị hãy tải cái app này về điện thoại smartphone của quý vị. Quý vị hãy chờ trong giây lát. Rồi, quý vị hãy mở lên này. Mở. Ở cái phần này, quý vị chọn vào ví phần cứng, chọn tiếp theo. Ở cái bước này, quý vị hãy đặt mật khẩu cho cái app phần mềm trên điện thoại của quý vị. Ok chưa? Rồi, sau khi đặt mật khẩu, quý vị hãy tích vào tôi đã đọc và chấp nhận này. Chọn xác nhận. Bước này quý vị có thể xác nhận cài đặt vân tay trên cái thiết bị của quý vị. Quý vị cũng có thể cài đặt mở khóa bằng cái hình vẽ hoặc là bỏ qua. Rồi, quý vị chọn vào bắt đầu hành trình Sapan. Chọn tiếp theo. Rồi, bây giờ quý vị hãy lấy cái ví. Đây, quý vị lấy cái ví cứng Sapan này. Quý vị bật nguồn lên. Đây là cái nút nguồn này. Cái nút nguồn đó. Đó, quý vị hãy giữ 3 đến 5 giây nhé. Giữ. Đó, nó sáng màn hình lên này. Quý vị chọn vào tiếp theo này. Quý vị nhập mật khẩu. Nhập xong, chọn xác nhận. Bây giờ quý vị chọn quét này. Đó, cái ví phần cứng mà quý vị vừa bật nguồn lên này, chọn quét. Quý vị đưa cái camera, đây, cái camera ở ví phần cứng đây này, hướng nó vào cái mã QR code. Đó, thì nó sẽ có yêu cầu xác nhận này. Quý vị chọn OK. OK. Rồi, ở bước này quý vị hãy nhập cái mã PIN mà quý vị đã đặt cho cái ví phần cứng của quý vị. OK chưa? Đây này, nhập mã PIN này. Rồi, nhập xong mã PIN, quý vị tích vào cái chữ V màu xanh. Chọn xác nhận. Rồi, quý vị quét lại cái mã QR. Quay sang cái thiết bị smartphone của quý vị, chọn tiếp theo này. Chọn OK này. Quý vị hãy quét cái mã QR. Đó, từ cái điện thoại sang cái ví cứng Sapan. OK chưa?
Đó. Rồi, ở đây nó sẽ xuất hiện cái thông tin là chúc mừng quý vị đã đồng bộ dữ liệu thành công. Và cái này quý vị có thể join in vào cái Dico, đây là cái mạng xã hội mà hiện tại ví Sapan họ hỗ trợ support trên cái mạng xã hội, quý vị có thể join in vào. Tại vì ở đây tôi đã join rồi, tôi sẽ tắt nó đi. Đó, thì tất cả các dữ liệu trong cái ví Sapan nó sẽ lên trên màn hình. Đó, trường hợp lần đầu tiên mà quý vị kết nối thì nó sẽ chưa có cái dữ liệu gì đâu. Đó, còn ở đây tôi đã có dữ liệu thì nó sẽ lên một số dữ liệu mà tôi đã để ở trong cái ví này. Đó. Về cái phần nhận và gửi coin token thì hiện tại cái ví Sapan này đang hỗ trợ rất nhiều các mạng lưới ERC, BSC, TRC20, Arbitrum, Matic, HECO, AVAX, Son. Đó, rất nhiều. Thì quý vị có thể lưu trữ bất cứ các coin, các token nào trên cái ví này. Đó. Quý vị hãy vuốt màn hình lên và chọn vào cái phần thêm này để bật tắt những cái coin, cái token mà quý vị muốn nó hiển thị trên cái ví chính. Đó, ví dụ ở đây tôi muốn tắt nó đi này. Đó. Tắt đi này. Tắt đi này. Đó. Còn quý vị muốn thêm thì quý vị nhập vào cái ô tìm kiếm này. Ok chưa? Đó, ví dụ tôi nhập vào cái ô tìm kiếm là Matic chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ có các mạng lưới mà cái ví đang hỗ trợ hiện lên trên này. Đó, ví dụ cái Matic Polygon này tôi đã bật rồi này. Đó, quý vị muốn thêm cái Matic ERC20 thì quý vị cũng bật nó lên. Hoặc là Matic BEP20, BEP2, đó đều có hết. Rồi, tôi sẽ trở lại đây, trở lại. Về cái phần nhận gửi thì quý vị chọn vào cái token mà quý vị muốn nhận gửi. Ví dụ ở đây tôi chọn vào cái USDT BEP20 đây. Đó. Quý vị chọn nhận. Đó. Thì nó sẽ hiện cái mã QR code để quý vị chuyển coin token từ bất cứ một cái ví nào hoặc là sàn nào về cái địa chỉ này. Đó. Thì quý vị có thể quét cái mã QR hoặc là sao chép cái địa chỉ này. Ok chưa? Đó là cái phần nhận. Còn cái phần gửi thì quý vị cũng chọn vào gửi này. Quý vị chọn đúng cái mạng lưới. Ví dụ ở đây tôi chọn là BEP20 thì quý vị cũng phải chọn là USDT BEP20 từ cái bên gửi. Ok chưa? Rồi, và quý vị cứ làm theo hướng dẫn như ở đây thôi. Ở đây nó có một cái địa chỉ hợp đồng nữa. Trường hợp một số cái token quý vị không biết lấy cái địa chỉ smart contract thì quý vị có thể chọn vào cái địa chỉ hợp đồng này. Đó. Thì nó sẽ ra cái địa chỉ hợp đồng này. Và tôi cũng nói thêm cái phần gửi đó, quý vị muốn gửi một cái coin hoặc token từ cái ví cứng mà đã đồng bộ lên cái điện thoại smartphone này, quý vị phải thao tác quét cái mã QR đó. Ok chưa? Tôi sẽ giả sử tôi sẽ gửi cái này đó, tôi đa này, chọn tiếp theo này. Thì quý vị cũng cần phải bật cái ví cứng này lên và quý vị xác nhận cái mã QR hai bước như quý vị vừa đồng bộ ở cái phần thứ nhất. Ok chưa? Đó.
Rồi, ok. Và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.